Em xin kính chào thầy cô chủ tọa đoàn, xin kính chào toàn thể quý thầy cô và quý bác sĩ. Trước hết em xin cảm ơn Ban tổ chức Hội Hô hấp Việt Nam cùng quý thầy cô và quý bác sĩ đã tạo điều kiện cho phép em được đại diện công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam có bài trình bày ngày hôm nay. Kính thưa quý bác sĩ, những hình ảnh trên đây là hình ảnh đặc trưng của bệnh lý sơ phổi vô căn, viết tắt là IPF. Phía bên trái là hình ảnh người lớn tuổi, đa số trên 60 tuổi, chủ yếu là nam giới. Bên phải là hình ảnh tổn thương tổ ong, hình ảnh tổn thương trên các lớp vi tính đặc trưng của bệnh lý IPF là một bệnh lý gây sự sụt giảm liên tục và không hồi phục chức năng phổi. Vậy thì có liệu pháp nào có thể giúp làm chậm tiến triển của bệnh? Kính thưa quý thầy cô và quý bác sĩ, sau đây em xin phép trình bày một giải pháp được coi là đột phá trong điều trị, cũng là giải pháp đầu tiên và duy nhất được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép trong chỉ định này. Vậy thì gánh nặng bệnh tật và mục tiêu điều trị của sơ phổi vô căn là gì? Sinh bệnh học ra làm sao? Cơ chế tác động của nintedanib như thế nào? Vì sao nintedanib được coi là một giải pháp đột phá trong điều trị? Và cuối cùng, quan trọng là nintedanib mang lại hiệu quả gì cho bệnh nhân sơ phổi vô căn? Bệnh nhân sơ phổi vô căn có thể mất từ 150 đến 200 ml chức năng phổi mỗi năm, gấp 3 đến 5 lần so với người bình thường. Và chính điều này gây nên tình trạng khó thở nặng dần theo hàng năm. Ngoài ra bệnh nhân còn có thể ho, mệt mỏi, sút cân. Những điều này gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vậy thì có cách nào có thể dự đoán được diễn tiến của bệnh? Rất tiếc rằng diễn tiến của bệnh lý IPF là không thể dự đoán trước. Mức độ nghiêm trọng của tiến triển bệnh ở mỗi bệnh nhân IPF là khác nhau. Tiến triển của IPF có thể chậm, nhanh hoặc tăng tốc đột ngột do sự trầm trọng của đợt cấp IPF. Các số liệu thống kê đã chỉ ra rằng cứ 7 bệnh nhân được chẩn đoán IPF trong năm đầu tiên thì có 1 bệnh nhân mắc đợt cấp, và cứ 2 bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp thì có 1 bệnh nhân tử vong khi đang nằm viện. Như vậy tỷ lệ tử vong vì đợt cấp lên đến 50%. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn đợt cấp, giúp làm chậm tiến triển của bệnh, giúp ổn định, bảo tồn chức năng phổi và cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân. Về sinh bệnh học của bệnh lý IPF, sự tổn thương lặp đi lặp lại và sự suy yếu của cơ chế sửa chữa khiến phóng thích các yếu tố tạo sơ. Hiện tại, ghi nhận các thụ thể PDGFA, FGFA và VEGFA có vai trò quan trọng trong việc gây nên sự sơ hóa nhu mô phổi. Boehringer Ingelheim Việt Nam mang đến giải pháp nintedanib là một chất ức chế tyrosine kinase phân tử nhỏ, gắn kết cạnh tranh vào ổ ATP của ba loại thụ thể kể trên, ngăn chặn dòng thác tín hiệu vào nội bào, là quá trình quyết định đến sự tăng sinh, di trú và biến đổi của nguyên bào sợi, đại diện cho cơ chế chủ yếu của bệnh lý IPF. Nintedanib với biệt dược là Ofev, năm 2014 lần đầu tiên được FDA phê duyệt cho chỉ định điều trị sơ phổi vô căn. Và em rất vui mừng được thông báo đến quý thầy cô và quý bác sĩ, hiện tại Ofev đã có mặt ở thị trường Việt Nam từ tháng 4 năm 2020. Về hiệu quả điều trị, nintedanib được tóm gọn qua 4S value. Và chính bởi vì nintedanib là một TKI nhắm trúng đích vào các thụ thể chính liên quan đến cơ chế tạo sơ như em vừa trình bày ở trên. Nintedanib được coi là một giải pháp đột trị qua 4S. Slow giảm có ý nghĩa thống kê tốc độ sụt giảm FVC hàng năm. Kế đến, hiệu quả này được duy trì trong suốt 4 năm nghiên cứu, được thể hiện qua chữ S thứ hai, sustain. Và safety, tính an toàn nhất quán ở tất cả các thử nghiệm. Và điều cuối cùng, chắc hẳn các bác sĩ và các bệnh nhân đều rất quan tâm, đấy là simplicity, liều dùng đơn giản và thuận tiện. Về hiệu quả, em xin được trình bày các nghiên cứu then chốt của nintedanib. Nghiên cứu Impulsit 1, 2 là thiết kế mù đôi, được thực hiện đa trung tâm với hơn 1.000 bệnh nhân, phân nhóm ngẫu nhiên theo tỷ lệ 3-2, sử dụng nintedanib liều 150mg 2 lần trên ngày, đối chứng với giả dược, theo dõi trong 52 tuần điều trị. Với tiêu chí chính là tốc độ sụt giảm FVC hàng năm, nintedanib là thuốc điều trị IPF duy nhất đạt được kết cục chính một cách ổn định trong hai nghiên cứu pha 3 lặp lại. Sau đó, để tiếp tục khẳng định hiệu quả lâu dài và bền vững của nintedanib,
công ty tiến hành nghiên cứu Inbunsit On mở rộng nhãn mở với tất cả các bệnh nhân trong nghiên cứu Inbunsit 1, 2. Ở nhánh sử dụng giả dược, bệnh nhân được khởi trị với Nintedanib liều 150mg nhân 2 lần trên ngày, và nhánh bệnh nhân đang sử dụng Nintedanib thì tiếp tục điều trị. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy Nintedanib giúp làm giảm đến 50% tốc độ sụt giảm FVC hàng năm. Hiệu quả này là giảm có ý nghĩa thống kê và nhất quán ở tất cả các thử nghiệm. Hiệu quả đã được chứng minh ổn định lâu dài trong suốt hơn 4 năm. Đây chính là chữ S thứ hai, giúp bệnh nhân ổn định và bảo tồn chức năng phổi. Như phần trước em có trình bày, bệnh nhân IPF thường nhập viện đột ngột vì đợt cấp và tỷ lệ tử vong vì đợt cấp do IPF lên đến 50%. Vậy thì bên cạnh cái tiêu chí chính là FVC, các bác sĩ cũng rất quan tâm đến tiêu chí phụ là thời gian xuất hiện đợt cấp IPF đầu tiên. Vậy thì một phân tích gộp chung hai nghiên cứu Inbunsit 1, 2 và nghiên cứu dò liều Tomorrow đã chứng minh Nintedanib giúp làm giảm đến 47% nguy cơ đợt cấp, khác biệt có ý nghĩa thống kê với giá trị P nhỏ hơn 0,005. Về tính an toàn, sau hơn 5 năm thuốc được cấp phép sử dụng trên thế giới đã chứng minh an toàn, dung nạp tốt, đa số các tác dụng không mong muốn tương đương với giả dược. Ghi nhận về tác dụng phụ tiêu chảy thường gặp hơn ở nhóm sử dụng Nintedanib. Tuy nhiên, trong số các bệnh nhân bị tiêu chảy, chủ yếu ở mức độ nhẹ đến trung bình, thường gặp trong vòng 3 tháng đầu điều trị và phần lớn có thể xử trí hiệu quả với các biện pháp thường quy như là thay đổi chế độ ăn, dùng thuốc hỗ trợ hoặc điều chỉnh liều từ 150 xuống 100mg nhân 2 lần trên ngày. Về liều dùng, rất đơn giản và thuận tiện, khuyến cáo một viên 150mg nhân 2 lần trên ngày, dùng sau ăn cách nhau 12 tiếng. Trong trường hợp phải sử dụng điều chỉnh liều cho bệnh nhân, bác sĩ có thể sử dụng ô phép 100mg nhân 2 lần trên ngày. Điều này cũng được đề cập ở trong thông tin kê toa. Một lần nữa, em xin được đúc kết hiệu quả của Nintedanib qua 4S Value, giúp làm giảm tốc độ sụt giảm FVC lên đến 50%. Hiệu quả này duy trì trong suốt hơn 4 năm, giảm có ý nghĩa đợt cấp IPF lên đến 50%. Tính an toàn nhất quán, liều dùng đơn giản và thuận tiện. Qua bài trình bày này, công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam với những nỗ lực trong thời gian qua mong muốn được giới thiệu đến quý thầy cô và quý bác sĩ một giải pháp đột phá trong điều trị, mang lại niềm hy vọng mới cho bệnh nhân sơ phổi vô can Việt Nam. Trong một năm 2020 đầy biến động, sự ra mắt của OFEP ở một nơi non nước hữu tình như thế này hy vọng sẽ mang đến một tương lai tươi sáng cho công tác chẩn đoán và điều trị IPF ở Việt Nam, giống như chủ đề của hội thảo vệ tinh ngày hôm qua: đáp ứng nhu cầu, khởi đầu xu hướng mới. Em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý bác sĩ. Xin kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.